Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion, và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Rất là vui khi lại được có dịp để cùng thảo luận với các bạn về những cái chủ đề rất là hot của thị trường và về mạng DeFi, cũng như là những cái trend của thị trường trong thời gian vừa qua. Và góp mặt của chúng ta trong cái podcast ngày hôm nay vẫn là một gương mặt rất là quen thuộc thôi. Xin chào Nguyên. Ok, xin chào Phong, rất vui khi được gặp lại anh em vào một buổi thứ hai đầu tuần nữa. Và hy vọng là cái món ăn tinh thần DeFi Discussion vào mỗi đầu tuần này nó vẫn mang lại nhiều giá trị cho anh em, và nó phần nào có thể giúp anh em có được những cái góc nhìn nó khác hơn rất nhiều so với các cái hình thức nội dung mà anh em thường biết đến. Thì ok, rất là vui khi được ngồi xuống và nói chuyện về các cái vấn đề DeFi trong tập podcast tuần này. Ok, và trong số podcast lần này thì đầu tiên thì mình sẽ nói về lại về một cái đặc sản của thị trường crypto, đó là cái tốc độ rất là nhanh. Trong podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái từ khóa mà có lẽ là chỉ được quan tâm nhiều trong vòng khoảng độ 1 tuần đến 2 tuần trở đây thôi. Trước đó thì gần như là sự chú ý của thị trường dồn hết vào nào là Metaverse, nào là các dự án game các thứ. Nhưng mà nếu các bạn follow thị trường thì trong khoảng thời gian vừa qua chúng ta đã có một cái từ khóa mới mà cũ. Thực ra cái này nếu mà với những người đã quen này thì nó không có gì mới lạ cả. Đó là về Web 3.0. Ok, vậy thì chắc là mình sẽ để cho Nguyên giải thích cho các bạn biết là Web 3.0 nó là cái gì, và tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến cái thứ này, và Web 1.0, Web 2.0 đi đâu mất rồi. Ok, ok, hồi nãy Phong có nói là cái vấn đề đặc sản của crypto đó là một cái tốc độ nó chuyển mình nó rất là kinh khủng. Thì cái này nó cũng là một cái áp lực rất là lớn, mình chia sẻ luôn là một cái áp lực rất là lớn đối với bọn mình trong cái sản phẩm podcast này. Tại vì anh em thấy là cái podcast này chỉ phát hành là một tập một tuần thôi, và làm sao để cùng một cái topic nó đang hot như vậy, thị trường nó chuyển biến nhanh như vậy mà mình vẫn có thể đưa ra được những cái nội dung mà khi mà public lên hết rồi thì nó vẫn mang lại nhiều giá trị cho anh em, thì cái này nó đang là một cái thách thức rất là lớn với bọn mình. Thì ok, thì hy vọng là những cái chia sẻ hôm nay nó vẫn sẽ đâu đó hữu ích cho anh em khi mà cái podcast này lên sóng. Rồi, thì back về cái câu hỏi là Web 1, Web 2 là gì, thì mình nghĩ là anh em chắc cũng đã quá quen thuộc với các cái khái niệm này khi mà đọc ở rất nhiều các cái website rồi. Web 1 thì hiểu cơ bản là chỉ có cái chủ website đó là người có khả năng được thay đổi cái nội dung ở trên website đó. Web 2 là cái dạng nội dung mà mọi người có thể tham gia vào và sửa đổi cái nội dung ở trên website. Nó giống như các cái website như là Facebook hay là Instagram hay là Google, các cái mạng xã hội, các cái mạng xã hội bây giờ, đúng không? Rồi, thì mọi người có thể trực tiếp tham gia vào và đóng góp cái nội dung, thay đổi cái nội dung, thay vì là ở Web 1 là chỉ có cái ông chủ website mới là người có quyền edit nó. Thì mình nghĩ là hầu hết các cái website về tin tức trong thị trường tiền điện tử đã nói về cái sự khác nhau này rồi. Tuy nhiên á, là mình mới đọc được một cái tweet khá là hay của Chris Dixon, tức là ông này là đại diện của quỹ A16Z. Thì anh em nào mà tham gia đầu tư thì chắc cũng đã quá quen thuộc với ông này rồi. Ông này á, là mình nghĩ á, cái từ khóa Web 3 nó bị FOMO thời gian gần đây á, là do nhiều khả năng là do ông này. Tại vì ông này ông tweet liên tục về cái từ khóa Web 3, và thậm chí là các cái show podcast ở bên nước ngoài á, anh em nào mà theo dõi các cái show như là Bankless nè, hoặc là những cái show của Tim Ferriss, thì thấy ông này lên toàn nói về Web 3 thôi. Vậy thì ông này ông có chia sẻ là Web 3, hiểu nôm na, nó sẽ là một cái sự kết hợp của cái tính phi tập trung của Web 1, tức là ai cũng có thể xây dựng cái website của mình, cái sản phẩm của mình. Tuy nhiên á, là nó sẽ kết hợp với những cái sự linh hoạt về tính năng của Web 2, tức là mọi người có thể hoàn toàn tận dụng được những cái tính năng của một cái mạng xã hội, và mọi người có thể lên chia sẻ, đóng góp nội dung. Và điểm đặc biệt của Web 3 đó là một cái token, để một cái công thức để có thể mọi người có thể phân phối giá trị đó đều trong cái mạng lưới, thay vì là nó bị độc quyền hóa như ở Web 2. Thì
cái đó là một trong những cái hay của Web3, và nó gần như là một cái sự kết hợp, và nó giải quyết rất là nhiều cái vấn đề mà Web1, Web2 đã gặp phải trong thời gian vài chục năm đổ lại đây. Yeah. Và cái thứ mà mọi người đang FOMO trong thời gian gần đây là những cái token mà nó có gắn cái nhãn Web3.0 lên, đúng không? Và cái nhưng mà có thể nói là cái token nó chỉ là một cái side product, tức là một cái sản phẩm phụ của Web3.0 thôi. Còn cái tinh thần của Web3.0 nó muốn mang đến một thứ khác, đúng không Nguyên? Dạo gần đây á, khi mà mình lướt Twitter á, hoặc là tham gia vào các cái nhóm chat mọi người thảo luận á, thì mọi người hay gắn là ôi con này sản phẩm là Web3.0. Thì cá nhân mình thấy cái mindset này nó hơi chưa chuẩn lắm. Tại vì cơ bản khi mà anh em đã tham gia vào thị trường DeFi, anh em sử dụng các cái DApp, anh em chuyển tiền trên blockchain, là bản chất nó đã là một cái Web3 rồi. Khi mà một cái dự án mà nó gắn mác với Web3 mà mọi người biết đến nó là một cái dự án Web3, rồi kiểu như là nó là một cái gì đó nó cải tiến rồi nó cách mạng hoàn toàn, thì cái đó mình nghĩ là khá là rủi ro cho những người mà đang nhìn cái dự án dưới cái góc độ như thế này. Khi mà mọi người đã quy chụp một cái dự án nào đó Web3, kiểu như là mọi người đang hình dung là một cái bước tiến vượt trội, và cá nhân mình nghĩ là đây là một cái điều gì rất là rủi ro. Nói về cái vấn đề là tầm nhìn và tiềm năng của Web3 thì anh em cũng biết là cái mindset đầu tư của A16Z thì nó khá là long term mà nó khá là đường dài, cho nên là mình nghĩ là cái vấn đề Web3 nó có thực sự đi vào đời sống hay không thì A16Z họ cũng kỳ vọng là nó sẽ cần một khoảng thời gian cũng khá lâu đấy. Và một cái insight mà mình có nghe được từ CEO của Twitter, đó là Jack Dorsey, thì ông này bảo là cái việc mà để decentralize cái mạng xã hội như Twitter á, thì nó sẽ cần một cái nỗ lực trong khoảng 10 năm hoặc thậm chí là vài thập kỷ, cho nên là cái góc nhìn về Web3 nó thực sự là nên zoom nó dài hạn ra một xíu. Còn về thực tế ở giai đoạn mà anh em invest hiện tại thì anh em cũng có thể chọn một vài mã và có thể chọn một vài cái dự án để có thể coi là một cái khoản đặt cược thôi. Thì khi mà nó win big á, khi mà những cái dự án mà kiểu như Web3 mà nó gần sát với end user mà nó win big á, thì nó sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc chơi luôn. Và nhưng mà ngược lại thì nó sẽ rất là khó win trong thời gian mà hiện tại. Cái đó là cái đánh đổi thì anh em cũng nên cân nhắc khi mà muốn đưa ra quyết định trong cái mạng Web3 này. Yeah. Và vậy thì mình có thể hiểu đây là một cuộc chơi long term, đúng không? Và thực ra mình nghĩ là mọi người nên có một cái nhìn nó gọi là tổng quan hơn về Web3 thay vì chỉ tập trung vào những cái con sóng trong thời điểm hiện tại. Tại vì đó, thì như mọi người thấy đó, cái Web2 á, những cái mạng xã hội á, người ta bắt đầu xây dựng từ một chặng đường rất là dài, xong đến bây giờ nó mới bắt đầu ra hình ra thù và mới có thể là tạo được một cái nền kinh tế hàng trăm tỷ đô như chúng ta thấy hiện tại. Thì Web3 cũng vậy thôi, mình đang ở một cái stage rất là mới và cũng nên có một cái nhìn nó gọi là chính xác hơn, đừng có bị FOMO quá, đừng có bị cuốn theo quá. Và mình nghĩ là để cho một cuộc chơi long term, một cuộc chơi dài hạn thì chúng ta nên có những cái cách tiếp cận mà nó gọi là khoa học hơn. Ví dụ như là chia category cụ thể chẳng hạn đi, thì không biết là Nguyên có một cách nào gọi là sắp xếp các dự án Web3 vào cái từng hạng mục của nó không, để cho mà chúng ta có thể dễ dàng follow hơn. Ok, thì anh em nào mà theo dõi các bài viết ở trên Coin số 8 thì chắc cũng đã đâu đó lướt qua cái cách phân mạng này của mình rồi. Thì cái này là cái góc nhìn cá nhân của mình thôi, và anh em nào có cái cách mà chia mạng nó khác nhau á, thì và nó hay hơn và nó logic hơn thì anh em có thể chia sẻ ở ngay dưới cái phần comment của cái podcast này. Còn riêng cá nhân mình á, thì mình chia ra thành 3 mạng. Cái mạng đầu tiên là cái mạng hạ tầng infrastructure, tức là các cái dự án nó xử lý những cái vấn đề liên quan dữ liệu nè, thì các cái indexer, tức là các cái đơn vị mà họ tổng hợp dữ liệu để các cái DApp có thể query một cách nó tiện lợi hơn nè, hoặc là những cái dự án như là các cái IBFS, những cái đơn vị mà giúp hỗ trợ lưu trữ phi tập trung cái dữ liệu ra, hoặc là các cái cổng nối RPC
hoặc là những cái server đó. Thì đây là những cái mạng thuộc nhóm hạ tầng. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mình nghĩ là các cái DApp liên quan đến tài chính mà anh em thường vào vạch DeFi á, thì nó cũng sẽ xoay quanh cái nhóm này. Cái nhóm này á, mình nghĩ là nếu mà chia nhỏ ra nữa thì nó sẽ còn những cái lớp, ví dụ như layer 1, layer 2 đó, thì hoặc là những cái mạng như là AMM, DX rồi Aggregator đó, thì những cái này là những cái mảnh ghép cơ bản của các hệ sinh thái DeFi á, thì ở trong cái nhóm này anh em có thể chia ra thêm. Rồi cái nhóm cuối cùng là cái nhóm mà hồi nãy mình có đề cập, tức là cái nhóm end user, tức là nó là những cái sản phẩm đã xuất hiện ở trong cái thị trường truyền thống, ví dụ như game này, hoặc là những cái nền tảng phát nhạc này, hoặc là những cái nền tảng chia sẻ nội dung, hoặc là các cái mạng xã hội, thì nó sẽ được chuyển dịch từ web 2 lên web 3. Thì đây là những cái mạng sản phẩm nó sát với end user hơn, và nó thân thiện hơn với cái nó gần gũi hơn với người dùng bình thường. Còn mình thấy á, cá nhân mình thấy á nha, tức là các cái cuộc trò chuyện, các cái buổi thảo luận ở trong các cái group á, thì mọi người hay đánh đồng cái web 3 này, cái khái niệm web 3 này với lại cái nhóm thứ nhất và nhóm thứ ba, thì mọi người vô hình chung là bỏ quên cái nhóm thứ hai, và mọi người không để ý là thực ra nếu mà xài nhóm thứ hai rồi á, tức là các cái sản phẩm DeFi rồi á, thì về bản chất mọi người cũng đã xài web 3 rồi. Thì mình thấy là mọi người đang hiểu cái khái niệm web 3 nó là các cái sản phẩm hạ tầng, ví dụ như là The Rap này, rồi Filecoin, hoặc là đó, thì hoặc là những cái nhóm thuộc nhóm 3, những cái sản phẩm thuộc nhóm 3, tức là những cái mạng xã hội, rồi mấy cái nền tảng chia sẻ nội dung, rồi game á, đó, thì mọi người mình nghĩ là mọi người đang hiểu theo cái khái niệm đó. Ok, mình hiểu. Thì như Nguyên nói đó, thì những con mà thuộc nhóm 1 thì mình có thể kể đến như là The Rap, Filecoin. Còn nhóm DeFi thì quá nhiều rồi, các bạn xài đã nhiều rồi. Còn nhóm 3 thì mình cũng thấy có một số cái gương mặt mà cũng đã bắt đầu build cũng khoảng khá lâu. Ví dụ như là Livepeer thì là mạng xã hội streaming chia sẻ nội dung. Audius thì cũng là một cái nền tảng chia sẻ âm nhạc. Thì mình có thể thấy là những cái cách mà cái nhóm 3 này đang làm á, là họ gọi là copy những cái mô hình của những mạng xã hội hiện tại, và người ta đưa lên một cái đưa hệ thống blockchain, thì giống như là từ người ta lấy những cái nguyên mẫu từ YouTube, từ Twitch, từ Spotify, từ Netflix các thứ, người ta đưa lên đó và người ta input cái token của người ta vào, đúng không Nguyên? Token là một cái thứ bắt buộc phải có trong web 3. Thế là người ta còn nói đến web 3 như là một cái gọi là tokenized internet, một cái internet được token hóa. Vậy thì cái việc mà theo dấu những cái token trong những cái hệ sinh thái trong những cái mạng lưới web 3 này á, thì có những gì cần phải lưu ý? Thì hồi ban đầu mình có đề cập cái việc là web 3 nó phải có một cái đặc sản là token. Thì thực ra nếu như mà anh em mà quan tâm đến các cái sản phẩm ở infrastructure thì nó sẽ xuất hiện một vài trường hợp mà không cần cái token mà họ vẫn đang hoạt động, mà họ đang phát triển, thì cái đó là một cái một vài cái sản phẩm nó thuộc ở mạng hạ tầng rồi, thì cái đó nó hơi cá biệt một xíu. Còn đặc trưng của các cái dự án web 3, đặc biệt là những cái dự án mà có nhiều người tham gia, thì nó sẽ cần phải có một cái công cụ là token để nó quản trị. Thì mình thấy là những dự án mà thuộc nhóm end user, vì là cái tập người dùng nó rất là lớn, cho nên là cái khả năng marketing của đội dự án nó sẽ rất là quan trọng. Thì nó hoàn toàn khác biệt so với các cái sản phẩm về công nghệ, đúng không? Hoặc là những cái sản phẩm ở nhóm DeFi. Thì các cái sản phẩm ở cái nhóm 3 này á, cái việc marketing nó rất là quan trọng. Các dự án game á, họ cần phải làm sao đó để tiếp cận nhiều người dùng nhiều hơn. Hoặc là những cái dịch vụ, những cái DAO đi, những cái tổ chức tự trị đi, thì họ cần phải truyền tải cái sản phẩm của mình đến người dùng với một cái thông điệp gì đó nó hoàn toàn khác biệt so với web 2, thì may ra họ mới có thể lôi kéo được người dùng từ cái thị trường truyền thống qua cái mạng này. Thì đó là về cái hoạt động marketing. Một cái cách nữa mà mình nghĩ có thể theo dấu được các cái sản phẩm này á, đó là anh em có thể tham gia vào những cái forum hoặc là những cái cộng đồng, ví dụ như Discord nè, hoặc là Telegram của các cái dự án này ở thời điểm đầu á. Thì mình có thể tham gia đóng góp vào, biết đâu đó họ sẽ retro cho mình á. Chia sẻ luôn là mình cũng đang theo dõi một cái mạng xã hội chia sẻ nội dung khá là hay, đó là Mirror. Nó hiện tại cũng chưa ra token đâu, thì mình cũng đang theo dõi thôi.
thì mình cố gắng hết sức là mình làm sao để mình bộc bạch cái sản phẩm nó ngay từ thời gian đầu. Thì khi mà nó ra token đó, mình có được một cái vị thế nó hợp lý và nó lợi hơn rất nhiều. Thì yeah, đó là một cái cách để anh em theo dõi các cái sản phẩm. Tại vì cái cách marketing đó, anh em đừng hiểu nhầm cái cách marketing nó đơn thuần là chỉ việc là chúng tôi đăng tải cái nội dung như thế này, chúng tôi giới thiệu sản phẩm, chúng tôi có tính năng ABC gì đó. Nhưng mà thực ra cái marketing này nó còn một cái yếu tố sâu xa hơn, đó là cái cộng đồng. Thì cái build cộng đồng này nó là một cái rất là hấp dẫn của Web3. Thì anh em có thể tham gia vào những cái cộng đồng này ngay từ thời điểm ban đầu á, và mình cũng có thể theo dõi được cái cách dự án họ làm, cái cách tư duy của họ, thì cũng là một cái cách hay để mọi người theo dấu cái nhóm token này. Ok, mình hiểu những cái vấn đề mà người đang nói. Nhưng mà mình thấy á, là những web 3 trong thời điểm hiện tại á, nó bắt buộc phải xây dựng trên một cái blockchain nào đấy, đúng không? Ừ. Và vậy nên là mình hiểu là những cái nhược điểm của một blockchain sẽ được đưa lên, cũng sẽ được mang lên những cái dự án web 3 luôn. Ví dụ như là nói thẳng ra là cái case study về con mirror mà mình nói đi, thì để mà thực hiện được, ví dụ như đăng tải một bài viết trên đấy, là giống như là mình thực hiện một thao tác trên blockchain Ethereum rồi, tức là mình cũng phải trả phí. Thì cái vấn đề phí cao của Ethereum nó cũng được mang lên cái những cái ứng dụng web 3 luôn. Vậy thì trong tương lai thì các cái dự án nó sẽ có cách nào để giải quyết được cái vấn đề này không? Mình nghĩ riêng với Ethereum, họ đang có một cái cộng đồng, họ đang râm ran một cái khái niệm rất là FOMO thời gian gần đây, đó là Layer 2. Thì cũng không rõ là Layer 2 sẽ đóng góp và giúp cải thiện tốc độ cũng như là phí giao dịch cho Ethereum nó hiệu quả như thế nào. Tại vì Layer 2 thì nó cũng mới chớm nở thời gian gần đây thôi, cho nên là cái hiệu quả của nó cũng sẽ cần thời gian để theo dõi. Thì Layer 2 là một cái yếu tố mà mình nghĩ là nó sẽ giúp Ethereum giải quyết được cái vấn đề scaling của họ. Còn về Decentralize thì mình nghĩ là Ethereum hiện tại đang là cái dự án nó đáp ứng được cái yếu tố này tốt nhất rồi. Các dự án, các cái blockchain khác á, thì họ cam kết cái mức phí giao dịch nó thấp hơn, tuy nhiên là cái độ decentralize của họ thì nó hơi phải hy sinh một xíu, cho nên là cũng tùy thôi. Ví dụ như dự án mà họ muốn cái tư duy họ ưu tiên cái gì thì họ sẽ chọn những cái blockchain nó phù hợp, cũng không hẳn là bắt buộc phải build ở trên Ethereum thì mới có cái sản phẩm và có cái đồng coin nó tăng giá được. Thì cũng tùy thôi. Tại vì nếu như mình là một người dùng bình thường cơ bản á, thì ở trong cái trilemma, tức là cái tam đề của một blockchain đi, nó là về phi tập trung này, nó là về khả năng mở rộng này, nó là về sự bảo mật này, thì thực sự đối với một người dùng bình thường á, thì mình chỉ quan tâm đến cái việc là làm sao cho giao dịch nó có thể với một cái chi phí thấp và với một cái tốc độ nhanh thôi. Giống như là mình chỉ quan tâm đến sự bảo mật, sự mở rộng của cái dự án thôi. Thì thật sự là mình cũng không có follow những cái dự án trên Ethereum nhiều. Thực ra những cái ý tưởng về Web3 này, những cái mạng xã hội mà người ta trả tiền để tạo ra nội dung, trả tiền để đọc nội dung á, nó cũng không quá mới. Cách đây khoảng độ 1-2 năm đã có những cái mạng xã hội nó manh nha cho cái ý tưởng này rồi. Nhưng mà gần như người ta không giải quyết được một vấn đề rất là quan trọng đối với bất kỳ cái nền tảng nội dung nào, đó là người dùng. Thực sự để cái việc mà kéo những người dùng từ một cái môi trường mà người ta đã rất là quen rồi sang một cái môi trường mới mà chưa kể là còn tốn tiền nữa, thì nó là một bài toán rất là khó, đúng không? Vậy thì mình nghĩ là cái Web3 này nó có hoàn toàn gọi là có thể nào có một cái viễn cảnh là nó thay thế được những cái mạng xã hội, những cái công cụ mà chúng ta đang xài như bây giờ, có thể trong một tương lai xa nào đó. Mình nghĩ là về cái vấn đề người dùng trước đi, thì cái điển hình của mô hình Web2 á, đó là nó đặt quảng cáo. Mình lấy cái case là content creator, một cái nền tảng về tạo nội dung đi, thì nó cái mô hình nó gặp vấn đề đó là vì nó đặt quảng cáo ở giữa cái người creator, cái người tạo content và cái người dùng cuối. Cho nên á, là cái người tạo content á, họ sẽ gặp một vấn đề, đó là họ không thể sống được bằng chính cái content của họ. Thì anh em mà làm YouTube thì chắc cũng hình dung rõ cái vấn đề này rồi, hoặc là những cái mạng xã hội khác, ví dụ như TikTok chẳng hạn, hoặc là Spotify chẳng hạn. Thì Spotify là một cái case nó nhẹ hơn một xíu, tuy nhiên là mình sẽ nói chung về những cái nền tảng tạo content hiện tại. Thì
vì cái mô hình kinh doanh của Web2 nó đặt quảng cáo ở giữa và nó thu phí từ quảng cáo, cho nên là người dùng á sẽ không cần phải trả phí quá nhiều, đúng không? Tại vì nó là một cái mô hình để thu phí từ những người đưa quảng cáo chứ không thu phí từ cái người dùng là người xem. Còn cái người mà tạo content á thì họ sẽ lại là người chịu thiệt, tại vì họ sẽ phải tạo những cái content mà nó hiểu nôm na là nó sẽ phải hơi thị trường một xíu, nó phải có thật nhiều view thì mới có được nhiều cái nguồn thu từ quảng cáo, thì họ mới có thể sống được bằng cái content của họ. Thì khi mà nhiều người nghệ sĩ họ bắt đầu cảm thấy được là cái mô hình Web3 nó hấp dẫn rồi và nó thực sự giúp họ có thể earn được từ cái content của họ, họ sống được bằng cái content của họ, thì sẽ có một cái đầu chuyển dịch từ cái đầu người tạo content, đúng không? Từ cái đầu supply, từ cái đầu vào. Thì khi mà người dùng họ bắt đầu họ nhận thấy được cái sự tháo bỏ cái rào cản của bên trung gian thứ ba đứng giữa, thì họ có thể sẽ bắt đầu dịch chuyển theo những cái người tạo content này, thì đâu đó nó sẽ có là một cái hướng đi dành cho những cái nền tảng Web3 để có thể kỳ vọng vào được một tương lai họ có thể thay thế được cái Web2 hiện tại. Còn mình nghĩ là từ đây đến đó thì nó cũng sẽ rất là dài. Nó còn nhiều yếu tố nữa, giống như hồi nãy Phong nói là những cái vấn đề liên quan đến phí giao dịch, thì đăng tải những cái nội dung lên thì nó cũng không hề rẻ, đúng không? Rồi nhưng mà nếu mà xử lý được những cái vấn đề đó thì bên Web3 nó vẫn sẽ có được một cái yếu tố mà Web2 không có, đó chính là cái độ phi tập trung và cái độ cái tính authenticity á, tức là cái tính mà gọi là sao ta, cái tính mà độc nhất bản của những cái loại content, bản quyền. Thì đó, thì nếu mà giải quyết được những cái vấn đề liên quan đến phí hoặc là những cái rào cản ban đầu đó thì có thể nó sẽ thu hút được nhiều người tạo content hơn. Và nãy giờ thì bọn mình nói những câu chuyện hơi vĩ mô, hơi dài hạn quá. Thực ra thì tất cả chỉ là những cái dự phóng thôi. Thực ra bọn mình cũng như các bạn, bọn mình cũng chỉ tiếp nhận những cái thông tin do những cái cộng đồng nước ngoài, những cái KOL, những cái market leader người ta vẽ ra thôi. Và nhưng mà đây cũng là một cái ngách, một cái mảng sản phẩm mà đáng để quan tâm trong thời gian tới, đặc biệt là khi mà thực ra thì các bạn có thể hiểu là bây giờ giá trị trong thị trường rất là nhiều á, nên người ta tìm cách người ta luân chuyển, người ta tạo ra những cái cuộc chơi mới. Và khi mà mình hiểu càng nhiều á thì mình sẽ có cách chơi đúng thôi. Thì nhưng mà bọn mình cũng hiểu là cũng không thể nào mà nói những câu chuyện long term có được, khi mà các anh em vẫn có những cái thắc mắc là đã đao chen chưa, khi nào đao chen, khi nào cái đà tăng trưởng này kết thúc. Thì mình cũng sẽ muốn là có một cái gì đó, mình có thể có một vài dự án nào, đúng không, cho các anh em nghiên cứu, đúng không? Thì Nguyên có thể chia sẻ một vài cái tên trong cái mảng này mà Nguyên đang thực sự để ý và lý do tại sao, được không? Đầu tiên là sẽ với cái nhóm mà hạ tầng trước ha. Thì cái nhóm hạ tầng là một cái nhóm mà nó sẽ yêu cầu là người dùng phải có một cái hiểu cơ bản về công nghệ đó, hoặc là thích và đam mê và research và đọc những cái sản phẩm công nghệ này. Thì một trong những cái dự án mà mình đang theo dõi là The Wrap, tại vì cái khâu truy vấn dữ liệu thì nó cũng rất là cần thiết cho các cái sản phẩm DApp sau này. Cái hạ tầng nó được cái là nó tăng sẽ không mạnh. Nó bị cái là nó không có phải là tăng mạnh liền, nhưng mà được cái là nó sẽ nhu cầu nó sẽ rất là đều, nó sẽ rất là ổn định. Và tất nhiên là dự án thì cần dữ liệu rồi, thì cái khâu truy xuất dữ liệu từ các cái sản phẩm như là The Wrap thì nó sẽ rất là cái nhu cầu nó sẽ đều. Còn với các cái sản phẩm ví dụ như anh em thấy DeFi á, thì nó sẽ có theo trend, đúng không? Thì nó sẽ phụ thuộc rất nặng về trend, trong khi là những cái dự án hạ tầng á, tôi không cần biết trend hiện tại nó là gì, nhưng mà khi mà anh đã build trên cái nền tảng của Web3 á, thì chắc chắn anh sẽ phải dùng những cái sản phẩm ở hạ tầng này, những cái ví dụ như là những cái storage, những cái lưu trữ, hoặc là ví dụ như trên game đi thì sẽ cần phải lưu trữ NFT ở trên một cái không gian phi tập trung, hoặc là ví dụ như các cái dự án về DeFi đi thì họ sẽ cần phải lưu trữ những cái thông tin dữ liệu về giao dịch. Thì nói chung là không cần biết là cái xu hướng, cái trend hiện tại là gì, nhưng mà họ sẽ cần phải có những cái nhu cầu cho các cái mảng hạ tầng như thế này. Thì đó là những cái lý do mà mình quan tâm. Còn về những cái sản phẩm liên quan đến cái mảng số 3 là những cái mảng mà liên quan đến end user, thì như mình đã đề cập thì mình đang theo dõi Mirror.
hiện tại họ cũng chưa có token đâu, nhưng mà mình cũng đang theo dõi thôi, thì cố gắng làm sao để có được cái cơ hội hấp dẫn nhất, phù hợp nhất cho mình. Thì đó là những cái dự án mà mình đang follow hiện tại. Và tất nhiên là cũng không hề nào anh em cũng đừng không nên bỏ qua rồi. Mình thắc mắc là con Polkadot có được tính là web 3 không nhỉ? Thấy mình thấy khá là nhiều các bên người ta xếp, người ta categorize nó vào cái mảng web 3. Như mình nói ban đầu á, tức là khi mà đã trên không gian blockchain thì nó đã được quy vào một cái mạng sản phẩm web 3 rồi. Cho nên là cái khái niệm thì chắc chắn là nó sẽ phải là web 3. Còn còn về cái vấn đề là anh em hiện tại đang hiểu cái cụm từ web 3 như thế nào, thì cũng như mình nói hồi nãy là nó sẽ là những cái sản phẩm mà gần end user và những cái sản phẩm mà hạ tầng. Thì đó là những cái mà khái niệm mà mọi người đang khá là, mình nghĩ là còn đang nhập nhằng, thì cũng cần thời gian để cho mọi thứ nó clear hơn, để mọi người có thể hình dung rõ hơn về cái bức tranh này. Ok, cảm ơn những chia sẻ của Nguyên. Thực ra thì cái web 3 này nó là một cái khái niệm rất là rộng. Chúng ta không thể nào nói về cái mạng xã hội chỉ trong vòng một cái video hay là một series được. Chúng ta cũng không thể nào tương tự làm như vậy tương tự về web 3. Tại vì web 3 và blockchain nó là những cái thứ rất là rộng và còn rất là nhiều cái sự phát triển trong tương lai. Thì thông qua cái podcast ngày hôm nay thì bọn mình cũng chỉ hy vọng là cung cấp cho các bạn, những người nghe, một cách tiếp cận gọi là nó long term hơn về web 3, chứ không chỉ là bung đung, nó không chỉ là con này đang giá đẹp, con kia đang bay cao các thứ, mà mình hiểu bản chất của nó là gì, nó sinh ra để làm gì, nó giải quyết vấn đề gì, thì mình sẽ có một cái tâm thế mình đi một cuộc chơi dài hạn. Và rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Nguyên trong cái podcast lần này. Rất là cảm ơn anh em đã nghe tới cuối của cái podcast này, tại vì cơ bản cái khái niệm web 3 này nó cũng đang khá là khó hiểu, và nó thậm chí là nó còn đang bị vĩ mô quá. Tại vì bản thân mình khi mà theo dõi những cái podcast hoặc là nghe những cái nội dung liên quan đến cái từ khóa web 3, thì mọi người sẽ thấy nó rất là thì mình thấy nó rất là, nó hơi chung chung một xíu. Tuy nhiên là thì hy vọng là qua cái podcast này thì bọn mình cũng có mang lại cho anh em những cái góc nhìn nó khác, nó thú vị hơn và nó mang lại nhiều giá trị hơn. Thì rất là cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe bọn mình lại nhảy khoảng hơn nửa tiếng. Ok, vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau của podcast DeFi Discussion. Ok, hẹn gặp lại. Ok, bye bye anh em.